Xin chào toàn thể anh em audio. Hôm nay ngày 23 tháng 6, Phạm Thức Audio có nhận được một kèo của một anh ở trên Hà Nội. Một tí nữa anh em sẽ thấy hóa đơn của anh ấy. Và anh ấy đặt hàng một con 8.800 mắc đôi. Và bác ấy đã chuyển tiền đặt cọc rồi. Thì con này đây, trước tiên trước khi cho nó vào vỏ gỗ thì em xin phép được quay cái mặt của nó đã, để cho anh em biết được là độ đẹp của nó là mỹ mãn. Đấy, độ đẹp của nó là mỹ mãn chưa ạ? Cạnh trên cạnh dưới ok nhá. Không, đến lúc là lắp cái nẹp vào thì lại bảo là có những cái điểm xước sát nó sẽ che đi. Đấy, đó. Đây anh ơi, tem siêu thị của nó còn nguyên này, 8.900 này, mắc đôi, cái chữ U mắc đôi này. Đó. Bên em đã dán tem nhá, để đảm bảo cho anh em hàng zin tuyệt đối. Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và đây là sau khi mà lắp vỏ gỗ vào cho chiếc âm ly piano 8.800 mắc đôi và Equine Piano SG100. Mời anh em cùng xem độ đẹp của sản phẩm. Đẹp. Vỏ này hoàn toàn vừa cho tất cả các con âm ly 8.800 này, 8.800 mắc đôi, 8.900 trơn và 8.800 mắc đôi, 8.800X cũng đều vừa luôn anh em nhé. Đây em đã đánh dấu tín hiệu ra cho anh Đông. Anh Đông, số điện thoại của anh là 0901551968. Anh ở Hà Nội. Và anh đã chuyển tiền đặt cọc cho bên em rồi. Thì đây, rắc tín hiệu từ TV ra, anh sẽ cắm vào cái cổng in này này, mà em ghi rõ là TV vào này. Còn một cái rắc ra là rắc này, cắm từ đây ra và đâm xuống âm ly là đây. Thì cái rắc này em sẽ khuyến mại anh nhá. Đấy. Vì anh lấy cả cái con âm ly, cả tuner, đấy, cả âm ly và cả Equine của bên em. Còn cái dây Equine này, thì dây nguồn của Equine thì anh cắm từ cái rắc trên này nhá. Đấy, anh cắm vào cái cổng bên ngoài cùng này. Thì khi mình tắt nguồn đi, tắt nguồn âm đi thì nó tự động tắt quai luôn. Đây là rắc ra loa này, có hai cổng A và B chạy thẳng nhau. Số series của máy này 610 là đuôi cuối. Và yêu cầu của anh là làm thêm cho anh cái cổng ra súp. Thì đây, hai cái cổng này nhá, một rắc này và một rắc này, hoặc một rắc này, đều ra súp hết anh nhá. Đây, anh cứ cắm vào đây là ra súp. Em đã test cẩn thận hết rồi. Vỏ gỗ này có giá là 700.000 một chiếc nhé, anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em và cảm ơn anh Đông đã ủng hộ kênh mình nè. Thank you anh em. Và đây là ruột gan chiếc EQ SG100. Hàng này bên em lại chuẩn bị về nhé.